shop76.com, shop game gặp dòng online uy tín chất lượng anh em ơi. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Thì mình là Gen TV đây em ơi. Thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn em cách update từ 150 triệu lên khoảng 1 tỷ đam cực nhanh em ơi. Thì hôm qua là mình chơi kèo thằng Hoàng Lê TV thì mình là thắng nữa mà mình được một thưởng một căn ngập đấy em ơi. Đây, mình sẽ nhận ngập là sau đó mình sẽ đến đứng skin 2 cho Hoàng Lê TV được sáng mắt ra. Mai có không mình mở ra camera mà không mở ra ấy thì toang ấy, toang thật sự luôn. Ok, thì bây giờ mình gọi là sẽ đến đứng skin 2 đệ lên camera 7 em ạ. Gọi là úp cho nó phê. Kiểu anh nào mà muốn skin đệ mà nó tỉa ra ra thả sợ san cao hơn thì anh hãy nâng đệ skin đệ hai skin đệ lên khoảng à, gì nhỉ lên khoảng à, 16 thôi, đừng lên 17 nhé. 17 thì ra thả sợ san khá là cao đấy em ạ. À ra cao ken quên lại, mình quên lộn lộn cái bàn đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ là mua skin để lên đệ tử đây. À, cửa hàng này em ơi, ôi 6 cái, ui 66 mình nghĩ đủ. Ừ, 900 ngọc là đủ em ạ. Ôi khá là phê. Nó phê gì đâu ấy. Là 15 đây. Ok, xài lại. Ok. Ok, thì bây giờ mình cách chèo cách phối đồ cho anh em nhé, cách chèo cách phối đồ em ạ. Đây mình sẽ để gọi là K16. Bạn nào mà muốn úp nhanh thì phải lên K17 được em ơi. K17 luôn cho máu mình không thiết tha được đó. Bắt đầu sợ ra cao ken thì thể lưng cao 16 nhá. Mình không sợ cao ken. Mình luôn lưng 7 luôn cho máu. Không phải sợ gì hết. Anh em của đu bao ta là vô địch. Xài luôn anh em ơi. Ok. Chà. Ok em ơi. Thì bây giờ thì mình sẽ đi úp đệ luôn nha em ơi. Đây mình sẽ đeo đồ cho nó đây em ơi. Đây đồ mình cũng khá là cùi em ạ. Xương xương. Như này thôi. Để mình đổi 2 triệu thì mình đeo cái găng ngon hơn em ạ. Bây giờ chỉ đeo được găng cho em ạ. Thì anh nhớ đem mình một món hút em ạ, một món hút nhá. Món hút em ơi, cả một món hút kia ấy. Món hút kia với cả một món tiêu sức mạnh này. Đây thì của mình chưa bị tiêu sức mạnh, mình tí mình đi ép, tối mình đi ép tiêu sức mạnh cho nó nhá. Một à, ép kia hút kia bạn cứ quên. Lấy ra này. Xài cho đệ này. Thử đệ này đây. Ok cho em ơi, đây. Tối mình sẽ ép đồ lên 3 sao, ép luôn em ạ. Cho lên 3 sao sau đó ép hút kia em ạ. Đây mình sẽ thử tiêu tiêu một tí vàng xong cũng lên 3 sao được nha. Ép sao trang bị nâng cấp chà thôi mình sợ tốn vàng lắm ạ, từ ép khoảng 2 hết đi lên không lên thì thôi, lên thì mình kệ nó. Phải là trang bị đúng nhỉ. Ok phải vào trang bị này sai luôn. Ta ra lên đây. Ta ra bảo tay vàng của làng ép đồ boom. Ok mình sẽ đổ khu, xong mình xám hết nữa, sau đó mình sẽ đi hướng dẫn cái úp nhá. Má nó cay thế. Một căn ngập của tôi. Ta ra. Boom. Nè. Trời ơi. Trời ơi, mình cũng hay hết lên cái đồ 3 sao. Oh, vừa đập trại vừa em may mắn thì có là bầu rồi mà. Ok thì bên mình tối mình sẽ đi mua đồ mình sẽ đi mua cái Safari úp. Hút kia mình sẽ ép vào sau đó mình sẽ úp đệ đấy mạng. Em úp đệ phải nhớ mình một cái đồ hút kia 5% thôi bạn, 5% đồ hút kia thôi, cái hút HP khoảng 10% là ok rồi em ạ. Ok mình sẽ úp đệ cho đệ sự bùm ma này. Đấy để mình skin khá ngon này, đấm 7 này, Kame 7 này. Skin 3 mà ra tái năng lượng hoặc là thái dựa xa thì mình mắc binh em ạ. Ok thì bây giờ mình sẽ đến hướng dẫn úp đệ em ơi. Anh em phải úp được mua mình một ít bùa nhé, cả tự động luyện tập ạ. Mua ít bùa cả tự động luyện tập nhá. Ok. Cờ bôi mua mình bôi từ các bạn, mua cái bôi từ xương xương. Đây mình sẽ mua em ơi. Mua bôi từ khoảng 8 mua 10 ngọc. Càng bôi mua khoảng 8 tiếng đi. Bây giờ là khoảng 5 giờ chiều bạn, mình mua khoảng 8 tiếng đến đêm mình úp được các bạn. Đó sau đó anh mua mình tự luyện tập nữa là ok các bạn, không cần phải gì nữa. Đâu. Ông đan đe đây rồi, mình sẽ mua tự luyện tập nha. Xài luôn.
cái sao anh chọn mát, chọn một cái mát gì đấy cho nó ổn áp là được em ạ, không cần phải chạy ròng 20-60 phút mất khoảng 8 tiếng mà treo sau đó tự ăn đậu đó. Tiểu ô mình nghĩ đệ mình nó lên đấy thì mắc phê nên khoảng 1 tỷ 5, mình nghĩ chắc khoảng nhanh thôi. Hy vọng ở hôm nay đang có x2 mà mai x2 mới 2x2 thì mình khá là buồn. Ok được 48 phút này, 48 phút đủ 8 tiếng rồi nha. Ok xem vào mua một ít đậu đi, sân chơi không sợ. Mua đậu đắp này 20 triệu mua luôn, quá rẻ mà, giá rẻ như nghèo, rẻ như bèo. Ok mình sẽ đến thành phố Guetta này, sau đó đi qua cái mắc này để úp, các bạn đi qua cái mắc này để úp cho nó phê. Ô si bà si bà si chữ e với thai. Ok mình sẽ đến Japan treo khá nhanh thôi, anh nào chỉ việc treo không phải làm gì hết. Đây anh cho một cái mắc này, mình có thể mình có cân hàn quái ở đây đấy, nó để cao hơn tí nữa thì mình có thể treo mắc khác em ạ. Ok sao mắc 15 mà không khu 15 không người chắc bảo vệ mình, chắc bảo vệ sợ đẩy u ấy, đẩy phê ấy. Mình đứng cho sao được KB 2 con em ơi, đấy mình đứng được KB 2 con mà em chỉ bị này được 7k một phát cũng khá là phê. U trời phải thấy không, u sợ u chà anh thấy không, được 7k một phát là khá là phê em ơi. Ok nhá, thì clip bây giờ đây nhá, anh em thấy hay hãy nếu quý mình nhớ để một like này, một đăng ký một giúp mình nhá, cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn.